công nhân xếp hàng cả cây số nhận thưởng Tết toàn xe máy xịn. Đại lý xe máy bị thiêu rụi, thiệt hại hàng tỷ đồng. Hoảng hồn khi bắt gặp vật thể lạ. Dân lao động Trung Quốc được trả tiền để không về quê ăn Tết. Kỳ lạ phương pháp làm tóc bằng thanh sắt nung đỏ. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 14 tháng 1. Tôi là Như Quỳnh, sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Nền nhiệt sáng nay tại các tỉnh Đông Nam Bộ là khoảng 14,4 cho đến 21,1 độ C và đây là chuỗi số liệu nhiệt độ thấp nhất từ năm 1978 đến nay. Từ nay đến Tết Tân Sửu thì không khí lạnh duy trì theo quy luật hoạt động vài ngày rồi yếu dần và tiếp tục mạnh trở lại. Tuy nhiên, chuyên gia dự báo cường độ năm nay sẽ mạnh hơn so với các năm trước. Nền nhiệt sáng nay miền tại các tỉnh Đông Nam Bộ là khoảng 14,4 đến 21,1 độ C. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại điểm quan trắc Tà Lài, Đồng Nai là 14,4 độ C. Sau đó là Long Khánh, Đồng Nai với 15,9 độ C. Nhiệt độ cao nhất là 21,1 độ C ở Vũng Tàu. Đây là nền nhiệt thấp nhất tại Nam Bộ theo số liệu năm 1978 đến nay. Từ năm 1978 đến nay, thì năm 1999 ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 15,3 độ C ở Phước Long. Nhiệt độ tại Nam Bộ sẽ nhích dần lên mỗi ngày, trong khoảng 1 độ C. Đến ngày 17 tháng 1, không khí lạnh giảm rõ rệt. Tuy nhiên, ngày 18 tháng 1 dự báo đợt không khí lạnh mới di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam và nhiệt độ tiếp tục giảm. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm nay 13 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1, khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đáng chú ý, từ đêm 13 đến 14 tháng 1 và 18 tháng 1, tại khu vực này đêm và sáng sớm trời lạnh. Ngày 14 tháng 1, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Lê Khắc Sự, sinh năm 1999, quê An Giang, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Sự đã trộm thẻ ATM của một người đồng nghiệp, sau đó dò tìm ngày tháng năm sinh của chủ thẻ và phá mật khẩu, rút tiền trong thẻ của nạn nhân. Trước đó, Sự đến tủ đồ cá nhân để lấy áo khoác đi ra ngoài, thì phát hiện có một tủ cá nhân gần tủ của mình không khóa. Sự mở tủ lấy trộm một điện thoại di động hiệu Redmi và một điện thoại di động iPhone XS Max, sau đó bỏ vào túi quần đem về nhà trọ để cất giấu, rồi quay lại làm việc bình thường. Sau đó, Sự phát hiện bên trong ốp lưng của chiếc điện thoại vừa lấy có một thẻ ATM ngân hàng BIDV tên Nguyễn Khánh Linh. Sự tra cứu danh sách công nhân của công ty Scanker thì tìm được ngày tháng năm sinh của chị Nguyễn Khánh Linh và dùng đó mở khóa thành công mật khẩu thẻ và rút toàn bộ số tiền trong thẻ của nạn nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13 tháng 1, khi Lê Khắc Sự đang lẫn trốn tại kho logistics Chutex, khu công nghiệp Sóng Thần, thì bị lực lượng của đồn công an khu công nghiệp Sóng Thần ập vào bắt giữ. Vụ việc hiện đang được công an điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật. Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng 6 giờ ngày 14 tháng 1 tại một đại lý bán xe máy trên đường 22 tháng 12 thuộc khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến hàng trăm chiếc xe máy bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại của vụ cháy lên đến hàng tỷ đồng. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong đại lý rồi nhanh chóng bao trùm cả cơ sở rộng khoảng 300m². Do lửa cháy quá to nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan sang cơ sở bán giày dép kế bên trước sự bất lực của chủ đại lý và những người dân xung quanh. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động khoảng 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Các chiến sĩ đã chia thành nhiều hướng để phun nước khống chế đám cháy. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Theo quan sát tại hiện trường, cơ sở của đại lý bán xe máy rộng khoảng 300m² bị đổ sập. Hàng trăm chiếc xe máy cùng nhiều máy móc của đại lý bị cháy trơ khung, toàn bộ giày dép của cơ sở kế bên bị thiêu rụi, một phần mái tôn bị đổ sập. Thưa quý vị, mới đây hình ảnh hàng trăm công nhân đứng rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt mình vào nhận thưởng Tết ngay sau khi chia sẻ lên mạng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đây là những công nhân thuộc một công ty ở tỉnh Tây Ninh và trong dịp cuối năm thì 200 cá nhân có thành tích xuất sắc đang làm việc tại đơn vị này được nhận các phần thưởng lớn. Mới đây, tài khoản có tên là TTT vừa đăng tải lên mạng đoạn clip ghi lại cảnh các công nhân đang nhận thưởng Tết là những chiếc xe gắn máy. Chủ nhân bài đăng đã đến kèm dòng trạng thái, thưởng 200 chiếc xe cho công nhân, chuyên viên ưu tú. Chờ tới lượt xe số, xe SH về, họ đang làm thủ tục nhận xe. Trong video có hàng trăm anh chị em đang xếp thành những hàng dài chờ tới lượt mình vào làm thủ tục nhận phần thưởng. Cạnh họ lúc này là những xe máy còn mới cống với đủ chủng loại xe, từ xe số tới xe tay ga.
Đáng chú ý trong đó có khá nhiều chiếc xe đến từ các thương hiệu lớn với mức giá bán trên thị trường gần cả 100 triệu đồng. Đoạn clip trên đã nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ ngay khi mới xuất hiện trên mạng xã hội, nhất là trong thời điểm Tết đang đến gần, nhiều cá nhân mong ngóng chuyển thưởng cuối năm. Ngay dưới phần bình luận, dân mạng đã để lại ý kiến của mình, trong đó không ít người xuýt xoa trước những phần thưởng khủng trên mà các anh chị em trong video nhận được. Vỏ tôm, vỏ cua được xem là phế thải thủy sản, thường được vứt đi hoặc là đốt bỏ. Và trong quá trình học tập, nghiên cứu, nhóm sinh viên trường Đại học Trà Vinh đã tìm ra lối đi mới cho những phế phẩm này. Những sản phẩm được tạo ra từ vỏ tôm, vỏ cua trở nên có giá trị kinh tế và góp phần bảo vệ môi trường. Từ những phế phẩm thủy sản thường bỏ đi như là vỏ tôm, vỏ cua, nhóm sinh viên Nguyễn Phương Khánh, Huỳnh Hoàng Khang và Trung Mỹ Phúc, sinh viên trường Đại học Trà Vinh đã chế biến thành nhựa sinh học. Từ năm 2019, Phương Khánh cùng với Hoàng Khang, Mỹ Phúc bắt tay thực hiện. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2020, nhóm mới hoàn thiện quy trình và có được những sản phẩm bằng nhựa sinh học như là ly, đĩa, bát, đũa, muỗng được tái chế từ vỏ tôm, cua, ghẹ. Chia sẻ về quy trình sản xuất nhựa sinh học, Phương Khánh cho biết nhóm thu gom vỏ tôm, cua, ghẹ của nông dân rồi rửa sạch, sấy hoặc phơi khô trước khi nghiền nát. Tiếp theo là loại bỏ các chất khoáng, protein rồi phối trộn tạo thành nhựa sinh học. Khoảng 100 gram nguyên liệu vỏ tôm và các loại chất phụ gia khác sẽ sản xuất được 10 ly hoặc khay nhựa có giá thành dự tính khoảng 10.000 đồng. Trong sản phẩm hoàn chỉnh, vỏ tôm chiếm 65%, còn lại là các chất nhựa, bột màu, dầu hóa dẻo. Tất cả các chất tạo thành sản phẩm nhựa sinh học đều an toàn và thân thiện với môi trường. Vừa qua, sản phẩm nhựa sinh học tái chế từ phế thải thủy sản là một trong hai dự án sinh viên Đại học Trà Vinh lọt vào top 15 vòng thuyết trình cuộc thi khởi nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 2020 tại Cần Thơ và đoạt giải nhì cuộc thi Health Prize khu vực Đông Nam Á. Đây là cuộc thi khởi nghiệp danh giá nhất thế giới, còn được gọi là giải Nobel dành cho sinh viên, là giải thưởng thường niên được tổ chức cho sinh viên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa ra nhận định, năm thứ hai của đại dịch COVID-19 có thể khó khăn hơn năm đầu tiên do cách thức lây lan của chủng virus corona mới, đặc biệt ở Bắc Bán Cầu khi có nhiều biến thể lây nhiễm hơn. Mike Ryan, quan chức cấp cao của WHO cho biết trong một sự kiện trên mạng xã hội, chúng ta đang bước sang năm thứ hai, thậm chí còn có thể khó khăn hơn do động lực lây truyền và một số vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Số người chết trên toàn thế giới đang lên đến gần 2 triệu người kể từ khi đại dịch bắt đầu, với 91,5 triệu người bị nhiễm bệnh. WHO trong bản cập nhật dịch tễ học mới nhất được phát hành trong đêm cho biết, sau 2 tuần ghi nhận ít ca bệnh hơn, khoảng 5 triệu ca mới đã được báo cáo vào tuần trước. Có khả năng là kết quả của việc nới lỏng việc phòng vệ trong dịp nghỉ lễ mà người và virus đã đến với nhau nhiều hơn. Ngày 13 tháng 1, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về biến thể SARS-CoV-2 dễ lây lan hơn, được phát hiện lần đầu tiên ở Anh, nhưng hiện đã tồn tại trên toàn thế giới, các chính phủ trên khắp châu Âu đã công bố các hạn chế nghiêm ngặt hơn, lâu dài hơn. Đó là các yêu cầu làm việc tại nhà, đóng cửa, cửa hàng ở Thụy Sĩ, tình trạng khẩn cấp COVID-19 của Ý được mở rộng và những nỗ lực của Đức để kiểm soát SARS-CoV-2. Trong khi kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán chỉ còn chưa đầy một tháng, nhưng mà tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy mà chính quyền nhiều thành phố tại Trung Quốc đang tìm nhiều cách thuyết phục người dân hạn chế đi du lịch, còn dân lao động không về quê ăn Tết. Tình trạng bùng dịch hiện nay ở một số tỉnh phía Bắc Trung Quốc được coi là mối nguy hiểm đe dọa phần còn lại của đất nước, nhất là khi cuộc di cư thường niên Xuân Vận sắp đến. Ước tính sẽ có khoảng 3 tỷ chuyến đi trong dịp này, khi những người cả năm sống xa nhà hy vọng đoàn tụ với gia đình và bạn bè trong dịp đầu năm mới. Trước tình thế đó, chính quyền địa phương hiện đưa ra nhiều ưu đãi quà tặng để thuyết phục người dân hủy bỏ các chuyến đi trong mùa lễ cao điểm. Chính quyền quận Wuxin ở phía đông thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang cho biết họ có kế hoạch dành 10 triệu nhân dân tệ, khoảng 1,5 triệu đô la Mỹ, tiền phiếu quà tặng mua hàng chai ở nhà vào kỳ nghỉ năm mới. Người dân có thể nhận phiếu bằng cách quét mã QR, sau đó sử dụng tại các trung tâm mua sắm. Các nhà chức trách cho hay họ sẽ dành tổng cộng 20 triệu nhân dân tệ cho các công nhân xây dựng ở lại làm việc trong kỳ nghỉ lễ, mỗi người được trả 1.000 nhân dân tệ một ngày. Thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang cũng triển khai kế hoạch trợ cấp cho dân lao động quyết định ở lại. Chính quyền địa phương cho biết sẽ chịu chi phí đi lại cho khoảng 10.000 lao động, những người chọn đi du lịch về nhà trước hoặc sau Tết. Những người ở lại nhận được thêm 20 nhân dân tệ tiền điện thoại di động hoặc phụ cấp giao hàng. Thưa quý vị, chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đôi ba lần lỡ thót tim với vật thể lạ lùng nào đấy nằm giữa đường đi, lối lại mà đến khi nhận định ra vật thể đó là gì thì lại không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Và sau đây là một vài tình huống như vậy. Hình ảnh này đang khiến dân mạng vừa buồn cười mà cũng không kém phần hoảng hốt khi được chia sẻ khắp nơi.
Bên lề đường, một chiếc bàn thờ cũ kỹ bị bỏ lại trong góc nhỏ. Bên trong bàn thờ này bỗng xuất hiện một chiếc đầu mannequin. Hình ảnh này khiến bất kỳ ai đi ngang qua đây cũng khó mà tránh khỏi hãi hùng đến rụng rời chân tay. Mặc dù có là ban ngày đi chăng nữa thì mức độ kinh dị và hù dọa của cảnh tượng này cũng không giảm bớt đi chút nào. Còn đây là những hình ảnh khiến nhiều người tán loạn bỏ chạy ở sân bay. Cụ thể, khi vừa nhìn thấy vật thể lạ được bao bọc trong chiếc bì trắng, dùng dây đỏ bó bọc lại thò ra khỏi băng tải hàng, khiến nhiều người đã bị dọa cho hú hồn, ba chân bốn cẳng toàn bỏ chạy. Lý do vật thể này trông giống như hình dáng một người nằm thẳng bất động có phần đầu, chân tay rõ rệt, trông nó không khác gì là cái xác được bao bọc cẩn thận. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ thì ai cũng bất ngờ khi biết sự thật, hóa ra đây là một gói hàng, bên trong là gậy golf mà thôi. Trên thế giới có một số người có khả năng nhớ được mọi thứ trong cuộc đời của mình một cách cực kỳ chi tiết, cứ như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Và một trong số đó là cô Rebecca Sarok, hiện 31 tuổi, người mắc hội chứng trí nhớ siêu phàm. Cô Rebecca hiện đang sinh sống tại thành phố Brisbane, bang Queensland, nước Úc. Cô Rebecca cho biết cô có khả năng nhớ hầu như mọi chi tiết trong cuộc đời của mình từ khi mới 12 ngày tuổi. Trí nhớ của cô Rebecca không phải chỉ là những câu chuyện hời hợt về ký ức tuổi thơ, mà cô ấy có thể nhớ chính xác mình đã làm gì ngày hôm đó, thậm chí cả những chi tiết dường như không liên quan, ví dụ như ngày hôm đó cô đã mặc gì, ăn gì, thậm chí thời tiết hôm đó như thế nào. Cô Rebecca có khả năng ghi nhớ, thậm chí là thuộc lòng không sót một chữ trong bộ truyện Harry Potter. Trong một lần tham gia chương trình 60 Minutes, người dẫn chương trình đã yêu cầu cô Rebecca kể lại nội dung trang 17 trong tập 1 của bộ truyện Harry Potter. Không ai ngờ được cô Rebecca chỉ mất vài giây ngập ngừng để sắp xếp suy nghĩ, sau đó kể lại một cách trôi chảy từng chữ một. Thậm chí cô còn có thể chỉ ra những điểm khác biệt trong lời thoại giữa truyện và phim. Cô Rebecca từng nghĩ trí nhớ của mình là bình thường, ai cũng vậy, cho đến khi lớn lên mới biết đó là điều hiếm gặp. Trên thế giới, chỉ có khoảng 80 người có cùng tình trạng với cô. Nhiều người cho rằng việc sở hữu một trí nhớ tuyệt đỉnh sẽ giúp cho người đó trở thành thần đồng. Thế nhưng trên thực tế, Rebecca lại gặp rất nhiều khó khăn với trí nhớ dai dẳng của mình. Cô Rebecca thường bị mất ngủ do đầu óc chứa quá nhiều thông tin. Đặc biệt khi nhớ lại những chuyện cũ, cô thường bị cảm xúc lấn át, chìm đắm vào những câu chuyện xưa. Không chỉ nhớ được những chuyện vui, cô cũng không bao giờ quên những ký ức đau buồn, những chuyện gây ám ảnh. Điều này khiến cho cô dần trở nên sợ hãi và tự kỷ. Nếu bạn nghĩ cắt tóc thì phải dùng kéo thì có lẽ bạn đã nhầm. Tại Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc có một cửa hàng chuyên cung cấp dịch vụ cắt tóc bằng những thanh sắt nung đỏ. Khách hàng đến tiệm cắt tóc này thay vì được dùng kéo để cắt tóc thì lại được cắt tóc bằng những chiếc kẹp sắt nung đỏ. Để trải nghiệm nó, khách hàng phải chấp nhận nguy cơ bỏng và ngửi mùi khét từ đầu của họ. Đầu tiên, người thợ nung nóng kẹp sắt rồi nhúng nó vào nước. Sau đó thì ông dùng kẹp và lược để cắt tóc cho khách. Trong quá trình cắt thì khói trắng và mùi khét bốc lên. Trong hàng chục năm hành nghề, ông chưa từng gây thương tích cho khách hàng. Theo chủ tiệm kỹ thuật, mấu chốt của phương pháp cắt tóc bằng kẹp sắt là người thợ phải căng đúng nhiệt độ kẹp và phối hợp hai tay một cách khéo léo. Nhược điểm duy nhất là vài người không thể chịu nổi mùi khét từ đầu họ. Nhiệt độ là một yếu tố quan trọng. Kẹp sắt quá nóng có thể làm cháy hết tóc khách. Ngược lại, nếu nhiệt độ quá thấp, người thợ sẽ không thể tạo đúng kiểu tóc. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.